phan tê vi sung vi sung rát kha na tha ya thi sa ra nê na sa ha ban cha li la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti yam bi mai yang phan te vi sung rat kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và chúng con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh trao truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và chúng con kính dân mít đến sư đến thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con nên mới lòng thành kính làm lễ đức hòa thượng được chứng quả chánh đứng tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con nên mới lòng thành kính làm lễ đức hòa thượng ngài là bậc A Lan cao thượng được chứng quả chánh đứng tri do ngài tự ngộ. Con em mới lòng thành kính làm lễ đức Phật qua đó ngài ăn cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phagawa đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phagawa đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phagawa đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt đàng sa ra mang chan mi, con đem mấy lòng thành kính xin quy y Phật. Sang hang sa ra mang chan mi, con đem mấy lòng thành kính xin quy y Tăng. Đủ ti em bí bụt đàng sa ra mang chan mi, con đem mấy lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đủ ti em bí thầm măng sa ra mang chan mi, con đem mấy lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đức Thế Giang Bí Sang Khang Sa Ra Mê Chan Mi, con em mới lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Đức Thế Giang Bí Bù Đăng Sa Ra Mê Chan Mi, con em mới lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Đức Thế Giang Bí Thầm Măng Sa Ra Mê Chan Mi, con em mới lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Đức Thế Giang Bí Sang Khang Sa Ra Mê Chan Mi, con em mới lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thăng sa ra năng gặp cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Măng sa ra năng gặp cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khăn sa ra năng gặp cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu ti dặm pi bụt thăng sa ra năng gặp cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm bi thăm măng sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti dầm bi sân khăn sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì.
ta ti yam pi bút thăng sa ra năng gạp cha mi. Ta con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham măng sa ra năng gạp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khăn sa ra năng gạp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca ha năng pa ri pun năng phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê dạ xin vâng. Ba na ti ba ta vê ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vẫn giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana vê ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vẫn giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Ka me su mi cha ha cha ra vê ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vẫn giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa da vê ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vẫn giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na vê ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vẫn giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta vê ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A di na da na vê ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra vê ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa da vê ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra ya ma cha pa Maya thana vê ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani bancha si ha ba da ne sa tu gan ka ta wa ap ma ma de ne cha ka long sam ma ra ki ta ba. Như thiện tính nên thọ trì ngủ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo chính trọn đời chẳng nên như vui. A ma phần tê dạ xin vâng. Sĩ lê na su ca tân danh ti, sĩ lê na phô ca sa ma đa, sĩ lê na ni pô tân danh ti, ta ma sĩ lê na vi su tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì, dễ luật chứ được trong sạch, đừng có lắm nhơ. Sa thú lành thai. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã trao truyền tam quy và hàng ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Và cấm dân mến mời bàn tay của cô tu nữ Như Pháp. Và mời cô.
Dạ, xa thú kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Nam thà giả, Nam mô Tham mà giả, Nam mô Sang thà giả. Con hành kính lãnh lễ ơn Đức Tăng Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông cho như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ như Pháp thành kính lãnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư Tăng Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, như Pháp kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Như Pháp mến chào cô Cẩm Vân, mến chào cô Tô Thị Phúng. Và bữa nay thấy Tô Thị Phúng vào đây rất là hoan hỷ ngàn. Dạ, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Bét, mến chào cô Rạng Đông, kính chào Hiểu Mộng, kính chào IQ em đó, mến chào Trang Thư. Nam mô Bích Hai giá, dạ đạo tràng có nghe lời âm thanh của Như Pháp không? Dạ cảm ơn cô Rạng Đông, dạ con xin sám hối với đạo tràng. Kính chào Hiển Mộng, kính chào IQ em đó, Như Pháp, mến chào Trang Thư, mến chào Xích Ái Kim, kính chào Quỳnh Nhã Xuất Thí, mến chào Chích Quang Thanh. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Trung Đức, Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, đồng hồ con thì còn quá sớm, nên con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Mà mến chào Quang Thành, lâu lắm rồi mới gặp Quang Thành trở lại đạo tràng nha. Dạ bây giờ bây giờ thì Rạng Đông, cô Rạng Đông ơi, cô hoan hỷ nha, cô hoan hỷ tiếp tục để ban thêm mấy phút nữa để đại đức Tịnh Đạt vào thì Như Pháp sẽ thỉnh pháp sư để chúng ta ôn bài và đạo tràng chuẩn bị nha. Dạ, chuẩn bị hai bài, bài một chút cô cô Rạng Đông đưa bài lên cho đạo tràng chuẩn bị. Ồ, Văn Thanh bận hả? Dạ. Đây. Bài Phật của Kinh 114 và 115. Dạ. Vì vậy chuẩn bị bài mà muốn ôn bài nào thì cứ đưa bàn tay và cho tín hiệu thì đạo tràng sẽ bớt bài cũng như bớt viên sự cho quý vị. Dạ, bây giờ mời Rạng Đông nha. Ứng giới ký kính hiện là hiển vi cực mạnh và giống cuộn phim thật chậm thì chúng ta mới thấy rằng những cái hạt mầm của nó mới vừa nhú lên nó đã rung động. Đây là những hình ảnh mà để cho chúng ta thấy cái tướng trạng của sự sắc của năm cái pháp sắc thọ tưởng hành thức, rồi nó thay đổi, nó rung động, nó thay đổi hoặc là nó mạnh hơn, hoặc là nó yếu hơn, hoặc là nó càng lúc càng yếu, hoặc càng lúc nó càng mạnh. Như khi mà nghĩ tới một kẻ thù chẳng hạn, vậy tâm sơ tư nghĩ tới một kẻ thù chẳng hạn, lúc đầu nó mới vừa nghĩ tới nó hơi sân ức, nghĩ càng lúc càng nghĩ càng lúc càng sân nhiều, càng sân nhiều, càng nhiều. Nó thay đổi tự nhiên vậy, bởi do cái cảnh này. Và thứ tư là nó mềm yếu, đang giận vậy đó mà ngọt nghe, cứ mới ngọt ngào ngọt ngào, nghe nó hợp lý một xíu hết vậy, cái giận mất tiêu. Đang giận vậy đó, người nó nói là thôi cái này con không biết, con xin lỗi thì kia, thôi đừng giận nữa. Ta tự nhiên đang vui vậy đó, ai nói gì cái tự nhiên bắt đầu nó buồn 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 buồn. Nên bị biểu
và nó luôn luôn có sự trợ giúp. Tất cả như vậy. Và bây giờ chúng ta thấy được cái năm cái tướng của thật, năm cái tướng diệt của thật, của ngũ uẩn. Chúng ta thấy cái gì? Thứ nhất là chúng ta thấy cái tan rạp. Chà, chúng tôi gần hết giờ rồi, không biết là có giảng thuyết được tới cái phần hiểu hay không. Thứ nhất là năm cái tướng diệt của ngũ uẩn. Thứ nhất là nó tan rã. Cái sự tan rã của những cái tướng về sắc thọ tưởng thức, nó rã ra, nó không phải là nó rã mà chúng ta thấy, mà do cái tác năng của cái sự rung động đó, nó rã. Bao giờ mà có tác năng của sự rung động vô đó thì cái mảnh vật chất đó, hoặc là cái tâm đó, hoặc là cái thọ đó, cái tưởng đó, cái hành nó rã, nó động tăng. Đây là thứ nhất. Thứ thứ hai của nó là nó tiêu hoại, nó tiêu hoại, gọi là bát phá văn hay bát phá gú. Bát phá gú tiêu hoại. Cái tướng thứ ba của nó là nó không bền. Do tính mềm yếu của nó thì nó không bền, nó không vững chắc, nó không cứng được, không rắn được. Tướng thứ tư của nó là bị hư hoại từng phần. Cái đức tin mà bị mẻ từng phần, từng phần, từng lúc nào đó. Mà cái tướng thứ năm cuối cùng của nó là sự chấm dứt, diệt tích. Ngày xưa nhiều, từng lúc nào đó nếu không khéo thì đức tin sẽ không còn. Một nhà sư lúc là giai đoạn đầu có một lý tưởng xuất gia tốt đẹp, mình niềm tin tốt đẹp, một lúc nào đó chạm cảnh nhiều quá, đụng cảnh nhiều quá, cái niềm tin ở đời sống xuất gia không còn, và niềm tin đó sẽ phải chấm dứt. Người Phật tử giai đoạn đầu tinh tấn năng nổ đi chùa, một lúc nào đó do bối cảnh thì có thể cái niềm tin ở chùa nó sẽ chấm dứt. Mà tất cả cái đó nó sẽ đi tới, nếu nó khởi đầu với mọc lên thì cuối cùng của nó sẽ là cái sự diệt. Và ở trong những giai đoạn đó Nam Mô Bích Tha, dạ, dạ, sa thú, kính cảm ơn cô Rạng Đông. Dạ, còn tôi nữ như pháp kính lãnh lễ để được tình đạt vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ tri tôn đức như pháp kính chào đạo tràng. Dạ, bạch sư, vậy là sư đã sẵn sàng, sư có thể cho con thỉnh pháp sư được không bạch sư? Dạ bây giờ con thỉnh pháp sư được chưa? Chưa, mới vào sư có ổn định đường truyền chưa bạch sư? Dạ, dạ con kính đi ân sư. Mến chào Sư Thi Na. Dạ như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp lắng tâm thanh tịnh cung pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được lãnh đức tình đạt hướng dẫn cũng như điều hợp chương trình ông tập bài pháp cú ngày hôm nay, câu pháp cú kinh số 114 và câu pháp cú kinh 115. Nam mô Bích Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Nam mô Ta Sa Pa Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Việc trầm ở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc cả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bệnh cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tội mê cầu được trí chi vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được ôn tập bài pháp của kinh số 114 và 115 trong phẩm ngàn. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập. Dạ, con dân đến sự dạ Nam Mô Bụt Hai Giá. Dạ, con kính lễ chư tăng, mến chào toàn thể quý vị đang hiện diện ở diễn đàn pháp cú kinh. Và ngày hôm nay thì diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ tiếp tục buổi ôn tập cuối tuần với hai câu kệ ngôn pháp cú số 114 và 115. Hai câu kệ ngôn cuối cùng trong phẩm Saha Sawakka phẩm ngàn. Và xin cáo lỗi quý vị vì hôm nay tại địa phương có cái lịch sửa bảo trì đường dây điện, cho nên cúp điện từ hồi sáng sớm cho đến bây giờ. Lúc nãy thì vừa mới có điện lại, nhưng bây giờ lại tiếp tục cúp nữa rồi. Không biết cái thời lượng pin cũng như là dung lượng Internet nó có ổn định hay không. Thì xin cố gắng để mà vào sinh hoạt ở diễn đàn pháp cú kinh. Mong các vị quan hỷ nếu mà có cái điều gì trục trặc trong cái buổi sinh hoạt. Và bây giờ nhà cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ôn tập cuối tuần này. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho Sankhang Namami. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con xin kính lễ chư tăng, mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cho buổi sinh hoạt ôn tập cuối tuần với hai câu kệ ngôn pháp cú số 114 và số 115 phẩm Sahasawaka phẩm ngàn. Với hai câu kệ ngôn này thì chúng ta sẽ kết thúc cái phẩm Sahasawaka, và tuần sau thì chúng ta sẽ bắt đầu cho phần ôn tập phẩm tiếp theo. Và bây giờ thì quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi ôn tập cuối tuần. Cô Nhật Quỳnh, quý vị có nhận được cái phần tóm tắt chuyên sự chưa ạ?
Dạ, cảm ơn cô. À, bởi vì hôm nay chúng ta chỉ có hai câu kệ ngôn pháp cú thôi, cho nên phần duyên sự Định Đạt soạn thêm vào trong đó cũng khá là nhiều, để cho chúng ta có nhiều cái thời gian để mà đọc duyên sự cho được đầy đủ. Và cũng như là với hai câu kệ ngôn này thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà lặp lại nhiều lần trong cái khoảng thời chúng ta sinh hoạt. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái phần ôn tập tập thể với hai câu kệ 114 và Sahasa Vakka phẩm ngàn, câu số 114. Yo cha wasa satang chiwe abasang amatang badang eka hang chiwe tang seyo basa to amatang badang yo cha wasa satang chiwe abasang amatang badang eka hang chiwe tang seyo basa to amatang badang. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, câu số 115. Yo cha wa sa sa tang chi we aba sang thamma mutamang eka hang chi we tang se yo pa sa to thamma mutamang yo cha wa sa sa tang chi we aba sang thamma mutamang eka hang chi vi tang se yo ba sa to tama mutamang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sa thú lành thai. Tiếp theo phần ôn tập cuối tuần thì sẽ mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau ôn tập. Và như chúng ta nhận thấy rằng hôm nay chỉ có hai câu kệ ngôn pháp cú mà thôi. Và số lượng các vị tham dự cũng như là có cái điều kiện để mà cầm mic ôn tập được thì cũng giới hạn, cho nên có một cái đề nghị mỗi một vị có cái cơ hội để mà mình cái điều kiện thuận lợi để mà mình cầm mic thì sẽ mời các vị ôn tập luôn một lần hai câu kệ ngôn 114 và 115, phần kệ ngôn Pali, phần dịch nghĩa tiếng Việt và luôn là phần tóm tắt của hai câu kệ ngôn. Thì sẵn cái dịp hôm nay chúng ta với số lượng câu ít, chỉ hai câu mà thôi, thì chúng ta sẽ ôn tập cho được đầy đủ mỗi một vị như vậy. Chúng ta ôn tập cả luôn hai câu phần chánh kinh dịch nghĩa và phần tóm tắt duyên sự. Và có một cái đề nghị như vậy. Bây giờ thì xin tất cả quý vị chúng ta cùng chuẩn bị để cầm mic ôn tập qua hai câu kệ ngôn ngày hôm nay. Và đầu tiên thì xin kính mời bàn tay của cô Rạng Đông sẽ ôn tập cho buổi học ngày hôm nay. Và kính tri ân các quý vị đã hỗ trợ Boss Bài cho cái buổi học ngày hôm nay. Dạ, bây giờ xin kính mời cô Rạng Đông ạ. Sa thú, con thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong
Tuệ Duyên, con kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay tụi mình không có chọn câu nào hết. Dạ, con xin đọc câu số 114 trước ạ. Vô giáo quá xá xá tăng trì huệ a ba sằng a ma tăng ba tăng ê ca hằng trì quý tăng xây vô bá xá tô a ma tăng ba tăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô giáo hóa xá xá tăng chi quê á bát sang á ma tăng ba tăng ê ca hàng chi quý tăng say đồ bát xá tô á ma tăng ba tăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Dạ, con đọc tiếp duyên sự kính Phật. Dạ, kính cảm ơn cô Như Pháp. Duyên sự câu số 114. Một thiếu phụ trẻ tuổi tên là Ký Xá Cô Ta Mí, đối diện với nỗi đau mất mát đứa con duy nhất của mình, vì trong đời chưa từng trải qua sanh ly tử biệt và nỗi đau đớn trước cái chết của một đứa trẻ, bà đã không sẵn sàng để chấp nhận. Bà ôm con vào lòng chạy đi tìm phương cứu chữa, gặp người sáng suốt chỉ dẫn nên bà giữ tia hy vọng cuối cùng, đưa xác con mình đến gặp Đức Phật xin cầu cứu, và Đức Phật đã khéo léo chỉ cho bà phương thuốc tìm sinh một ít hột cải trong nhà nào chưa từng có người chết. Hột cải thì bà tìm sinh được, nhưng không gặp nhà nào mà chưa từng có người chết. Ánh sáng chân lý về bản chất cuộc đời bừng sáng phát sanh đến bà, giúp bà dịu bớt nỗi đau. Khi trở về, Đức Phật giảng giáo pháp cho bà nghe. Bà phát tâm kinh cảm và xin xuất gia tỳ khu ni. Ngày kia, trong khi nhìn một ngọn nến cháy chập chờn, bà suy niệm về lý do vô thường của đời sống. Đức Phật xuất hiện trước mặt bà và đọc câu kể trên. Ví đời sống như ngọn nến chập chờn trước gió, nên ai thấy được pháp bất tử, dù là một khoảnh khắc, còn quý hơn cuộc sống cả trăm năm. Dạ, đã chấm dứt duyên sự câu 114. Con xin kể tiếp câu 115. Bồ chá quá xá xá tăng trì quê á bát sang thầm má nút tá măng ê ca hằng trì quý tăng xây vô bát xá tô thầm má nút tá măng. Sống không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống mới được pháp tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô giáo hóa xá xá tăng trì quê á bát sang thầm má nút tá măng ê ca hằng trì quý tăng xây vô bát xá tô thầm má nút tá măng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin kính đọc duyên sự tóm tắt câu 115. Một thiếu phụ khá giả có đông con, đủ trai đủ gái. Khi người chồng mất theo lời yêu cầu của các con và chúng hứa sẽ phụng sự bà đầy đủ, bà phân phối hết tài sản đồng đều cho chúng. Nhưng về sau, những đứa con bất hiếu ấy lãng quên, không ai chịu chăm sóc bà. Phần gì không còn nơi nương tựa, phần gì hết sức thất vọng về các đứa con, bà xin xuất gia tỳ khu ni và được gọi là Báo Hú Bút Tí Ca, người nhiều con. Thường ngày, bà luôn tự nhắc mình về việc xuất gia ở tuổi lão niên, cho nên cần phải gấp rút chuyên cần suy niệm về giáo pháp. Trong một lần bà phát tâm thực hành sa môn pháp suốt đêm, Đức Phật xuất hiện giảng cho bà nghe về tầm quan trọng của giáo pháp, qua đó đã giúp bà chứng đắc quả A-la-hán.
Đức Phật dạy pháp của ta thuyết, người nào không tham cú, không nhìn thấy, thì dầu sống 100 năm cũng không bằng người thấy pháp của ta thuyết chỉ sống trong một giây lát. Dạ thưa chấm dứt. Rạng đông kính mời cô Tuệ Nhiên tiếp theo. Dạ, sư thú cảm ơn chị Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thường tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiên nam thiên nữ. Dạ cảm ơn cô Như Pháp. Và bây giờ thì dân xin đọc. Yo cha wa sa sa tăng chi quê áp bát sam amat tăng ba đăng e can chi quý tăng say yo ba sa to amat tăng ba đăng yo cha wa sa sa tăng chi quê áp bát sam amat tăng ba đăng ê căn chi vi tăng say yo bát sa tô amat tăng bát tăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Hòa thượng Thích Minh Châu. Một thiếu phụ trẻ tuổi tên là Kisagotami đối diện với nỗi đau mất mát đứa con duy nhất của mình. Vì trong đời chưa từng trải qua sanh ly tử biệt và nỗi đau đớn trước cái chết của một đứa trẻ, bà đã không sẵn sàng để chấp nhận. Bà ôm con vào lòng, chạy đi tìm phương cứu chữa, gặp người sáng suốt chỉ dẫn, nên bà giữ tia hy vọng cuối cùng đưa xác con mình đến gặp Đức Phật xin cầu cứu. Và Đức Phật đã khéo léo chỉ cho bà phương thuốc tìm xin một ít hột cải trong nhà nào chưa từng có người chết. Hột cải thì bà tìm xin được, nhưng không gặp nhà nào mà chưa từng có người chết. Dạ, Gotami. Ánh sáng chân lý về bản chất cuộc đời bừng sáng phát sanh đến bà, giúp bà dịu bớt nỗi đau. Khi trở về, Đức Phật giảng giáo pháp cho bà nghe và phát tâm kinh cảm và xin xuất gia tỳ khưu ni. Ngày kia, trong khi nhìn một ngọn nến cháy chập chờn, bà suy niệm về lý vô thường của đời sống. Đức Phật xuất hiện trước mặt bà và đọc câu kệ trên: ví đời sống như ngọn nến chập chờn trước gió, nên ai thấy được pháp bất tử dù là một khoảnh khắc còn quý hơn cuộc sống cả trăm năm. Dạ hết bài 1. Bài 114. Dạ bây giờ tới bài 115. Yo cha wa sa sa tăng chi quê áp ba sam tham mam bút ta măng e căng chi quý tăng say yo ba sa tô tham mam bút ta măng yo cha wa sa sa tăng chi quê áp ba sam tham mam bút ta măng e căng chi vi tăng say yo ba sa to tham mam bút ta măng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Hòa thượng Thích Minh Châu.
Một thiếu phụ khá giả có 5 con, đủ trai, đủ gái. Khi người chồng mất, theo lời yêu cầu của các con, bà và chúng hứa sẽ phụng sự bà đầy đủ và phân phối hết tài sản đồng đều cho chúng. Nhưng về sau những đứa con bất hiếu ấy lãng quên, không ai chịu chăm sóc bà. Phần vì không còn nơi nương tựa, phần vì hết sức thất vọng về các đứa con. Bà sinh xuất gia Tỳ Khưu Ni và được gọi là Bahubuddhika, người nhiều con. Thường ngày bà luôn tự nhắc mình về việc xuất gia ở tuổi lão niên, cho nên cần phải gấp rút chuyên cần suy niệm về giáo pháp. Trong một lần bà phát tâm thực hành sa môn pháp suốt đêm, Đức Phật xuất hiện giảng cho bà nghe về tầm quan trọng của giáo pháp, qua đó đã giúp bà chứng đắc quả A-la-hán. Đức Phật dạy, pháp của ta thuyết, người nào không tham cứu, không nhìn thấy, thì dầu sống 100 năm cũng không bằng người thấy pháp của ta thuyết, chỉ sống trong một giây lát. Dạ hết. Dạ cảm ơn chị Đăng Năm đã bớt bài. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của chị. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô phụ nữ tự nhiên. Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sẵn Khà giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 114. Vô chá quá xá xá tăng chi quê Apat sa ma ma tăng pa đăng e ca hằng chi quý tăng sa yo bát sa tô a ma tăng pa đăng yo cha quá sa sa tăng chi quê Apat sa ma ma tăng pa đăng ê ca hằng chi vi tăng xây yô bát sa tô á ma tăng pa đăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống 1 ngày thấy được câu bất tử. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống 1 ngày thấy được câu bất tử. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Một thiếu phụ trẻ tuổi tên là Ký Xá Gô Tá Mi, đối diện với nỗi đau mất mát đứa con duy nhất của mình, vì trong đời chưa từng trải qua sanh ly tử biệt và nỗi đau đớn trước cái chết của một đứa trẻ, bà đã không sẵn sàng để chấp nhận. Bà ôm con vào lòng, chạy đi tìm phương cứu chữa, gặp người sáng suốt chỉ dẫn, nên bà giữ tia hy vọng cuối cùng, đưa xác con mình đến gặp Đức Phật, xin cầu cứu, và Đức Phật đã khéo léo chỉ cho bà phương thuốc. Tìm xin một ít hột cải trong nhà nào chưa từng có người chết, hột cải thì bà tìm xin được, nhưng không gặp nhà nào mà chưa từng có người chết. Ánh sáng chân lý về bản chất cuộc đời bừng sáng phát sanh đến bà, giúp bà dịu bớt nỗi đau. Khi trở về, Đức Phật giảng giáo pháp cho bà nghe, bà phát tâm kinh cảm và xin xuất gia Tỳ Khưu Ni. Ngày kia trong khi nhìn một ngọn nến cháy chập chờn, bà suy niệm về lý vô thường của đời sống. Đức Phật xuất hiện trước mặt bà và đọc câu kệ trên.
ví đời sống như một, như ngọn nến chập chờn trước gió. Nên ai thấy được pháp bất tử dù là một khoảnh khắc, còn quý hơn cuộc sống cả trăm năm. Nhân sự bài 114 xong. Và câu pháp cú 115. Vô chá quá xá xá tăng chi quê á pát xâm á pát xâm thăm măng thăm má nú má nút tá măng ê ca hăng chi quý tăng xây vô bát xá tô thăm má mút tá măng vô chá quá xá xá tăng chi quê á pát xá xâm thăm má mút ta măng ê ca hăng chi quý tăng xây vô bát xá tô thăm má mút ta măng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Một thiếu phụ khá giả có đông con, đủ trai đủ gái. Khi người chồng mất, theo lời yêu cầu của các con và chúng hứa sẽ phụng sự bà đầy đủ. Bà phân phối hết tài sản đồng đều cho chúng, nhưng về sau những đứa con bất hiếu ấy lãng quên, không ai chịu chăm sóc bà, phần vì không còn nơi nương tựa, phần vì hết sức thất vọng về các đứa con, bà xin xuất gia tỳ khu ni và được gọi là Bá Hú Phút Tí Cá Phút Tí Ca, người nhiều con. Thường ngày bà luôn nhắc mình về việc xuất gia ở tuổi lão niên, cho nên cần phải gấp rút chuyên cần suy niệm về pháp. Một lần bà phát tâm thực hành sa môn pháp suốt đêm, Đức Phật hiện giảng cho bà nghe về tầm quan trọng của giáo pháp, qua đó đã giúp bà chứng đắc A-la-hán. Đức Phật dạy: pháp của ta thuyết, người nào không tham cứu, không nhìn thấy thì giàu sống 100 năm cũng không bằng người thấy pháp của ta thuyết chỉ sống một trong giây lát. Và cảm nhân đã đọc bài xong và mến mời bằng tay của Sít Quan Thanh. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ, đạo tràng có nghe con nói không ạ? Dạ, con cảm ơn cô Cẩm Vân đã cho con biết tín hiệu. Cảm ơn Tina. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 114. Yo cha wat sa sa tăng chi quê a bát sang a ma tăng ba đằng e ca hằng chi quy tăng say yo bát sa tô a ma tăng ba đằng ro cha wat sa sa tăng chi quê a bát sang a ma tăng ba đằng ê ca hằng chi quy tăng xây vô bát sa tô a ma tăng ba đằng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con cảm ơn cô Dạng Đông đã vừa bót bài vừa bót phần trên sự ạ. Con xin đọc duyên sự 114. Một thiếu phụ trẻ tuổi tên là Ký Xá Gô Tá Mí đối diện với nỗi đau mất mát đứa con duy nhất của mình. Vì trong đời chưa từng trải qua sanh ly tử biệt và nỗi đau đớn trước cái chết của một đứa trẻ,
bà đã sẵn sàng để chấp nhận. Bà ôm con vào lòng và chạy đi tìm phương cứu chữa, gặp người sáng suốt chỉ dẫn. Nên gặp người sáng suốt chỉ dẫn nên bà đã đến bà đã Ủa sao chỗ này con nó bị sai ra vì trong đời chưa trải qua sinh ly từ biệt và nỗi đau trước cái chết của một đứa trẻ, bà đã sẵn sàng để chấp nhận. Bà ôm con vào lòng chạy đi tìm phương cứu chữa, gặp một người sáng suốt chỉ dẫn nên bà giữ tia hy vọng. Cuối cùng bà gặp Đức Phật. Sao bài của con cứ cầu xin cứu, cầu cứu Đức Phật và đã khéo léo chỉ cho bà phương thuốc tìm xin một ít hột cải trong nhà nào chưa từng có người chết. Một hột cải thì bà tìm xin được nhưng không gặp nhà nào mà không có từng có người chết. Ánh sải bản giúp bà dịu bớt nỗi đau. Khi trở về, Đức Phật giảng giáo pháp cho bà nghe. Bà phát tâm kinh cảm và xin xuất gia tỷ khưu ni. Ngày kia, trong khi nhìn một ngọn nến cháy chập chờn, bà suy niệm về vô lý vô thường. Đức Phật hiện trước mặt bà và đọc câu kệ trên: ví đời sống như ngọn nến chập chờn trước gió, nên ai thấy được pháp bất tử dù là một khoảng cách còn quý hơn cuộc sống cả trăm năm. Cảm ơn Gốc Bếp đã bỏ lại ạ. Câu 115. Yo cha wat sa sa tăng chi quê a bát sang tháp tham ma mút ta mang e ca hăng chi quy tăng sa yo bát sát tô tham ma mút ta mang yo cha wat sa sa tăng chi quê a bát sang tháp ta mang e ca hăng chi quy tăng sa yo tham ma mút ta mang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc duyên sự. Cảm ơn cô Dạ Đông đã bóp duyên sự. Một thiếu phụ khá giả có đông con đủ trai đủ gái. Khi người chồng mất theo lời yêu cầu của các con và chúng hứa sẽ phục vụ sự bà đầy đủ, bà phân phối hết tài sản đồng đều cho chúng. Nhưng về sau những đứa con bất hiếu ấy lãng quên, không ai chịu chăm sóc bà, phần vì không còn nơi nương tựa, phần vì hết sức thất vọng về các đứa con. Bà xin xuất gia tỷ khưu ni và được gọi là Bá Hú Bút Tích Ca, người nhiều con. Thường ngày bà luôn tự nhắc nhở mình về việc xuất gia ở tuổi lão niên, cho nên cần phải gấp rút chuyên cần suy niệm về giáo pháp. Trong một lần bà phát tâm thực hành sa môn pháp suốt đêm, Đức Phật xuất hiện giảng bà tầm quan trọng của giáo pháp, qua đó đã giúp bà chứng đắc quả A-la-hán. Đức Phật dạy pháp của ta thuyết những người nào không tham cứu, không nhìn thấy thì giàu sống 100 năm cũng không bằng một người thấy pháp. Ta thuyết chỉ sống cho những người trong một giây. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính cảm ơn cô Dạ Đông và cô Bắc Bi đã bóc bài. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Yết, Nam mô Tham Ma Yết, Nam mô Sang Kha Yết. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu hai câu pháp cú 114 và 115. Yo cha wat sa sa tang chi ve, a pa sang a ma tang pa tang, e ca hang chi vi tang say yo. Phasato amatang patang. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử.
Yo cha wan sa sa tang chi we a phan sang a ma tang pa dang e ka hang chi vi tang say yo phan sa tu a ma tang pa dang. Nhân sự của 114. Một thiếu phụ trẻ tuổi tên là Kitsako Tami đối diện với nỗi đau mất mát đứa con duy nhất của mình vì trong đời chưa từng trải qua sanh ly tử biệt và nỗi đau đớn trước cái chết của một đứa trẻ. Bà đã không sẵn sàng để chấp nhận và ôm con vào lòng, chạy đi tìm phương cứu chữa. Gặp người sáng suốt chỉ dẫn nên bà giữ tia hy vọng cuối cùng, đưa xác con mình đến gặp Đức Phật, xin cầu cứu và Đức Phật đã khéo léo chỉ cho bà phương thuốc, tìm xin một ít hột cải trong nhà nào chưa từng có người chết. Hột cải thì bà tìm xin được, nhưng không gặp nhà nào mà chưa từng có người chết. Ánh sáng chân lý về bản chất cuộc đời bừng sáng phát sanh đỉnh bà, giúp bà dịu bớt nỗi đau. Khi trở về, Đức Phật giảng giáo pháp cho bà nghe, bà phát tâm kinh cảm và xin xuất gia tỳ khưu ni. Ngày kia, trong khi nhìn một ngọn nến cháy chập chờn, bà suy niệm về lý vô thường của đời sống. Đức Phật xuất hiện trước mặt bà và đọc câu kệ trên: ví đời sống như ngọn nến chập chờn trước gió, nên ai thấy được pháp bất tử, dù là một khoảnh khắc còn quý hơn cuộc sống cả trăm năm. Dạ, đã hết câu pháp cú 114, con xin đọc tiếp câu pháp cú 115. Yo cha wat sa sa tang chi we a pa sam tham ma mun ta mang e ka hang chi we tang say yo pa sa tu tham ma mun ta mang. Yo cha wat sa sa tang chi we a pa sam ma mun ta mang ê ca hăng chi vi tăng say yo pa sa tu tham ma mun ta mang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng của hòa thượng Thích Minh Châu. Tích truyện: một thiếu phụ khá giả có đông con, đủ trai đủ gái. Khi người chồng mất, theo lời yêu cầu của các con và chúng hứa sẽ phụng sự bà đầy đủ, bà phân phối hết tài sản đồng đều cho chúng. Nhưng về sau, những đứa con bất hiếu ấy lãng quên, không ai chịu chăm sóc bà, phần vì không còn nơi nương tựa, phần vì hết sức thất vọng về các con. Bà xin xuất gia tỳ khưu ni và được gọi là Pahuputtika, người nhiều con. Thường ngày bà luôn tự nhắc mình về việc xuất gia ở tuổi lão niên, cho nên cần phải gấp rút chuyên cần suy niệm về giáo pháp. Trong một lần bà phát tâm thực hành sa môn pháp suốt đêm, Đức Phật xuất hiện giảng cho bà nghe về tầm quan trọng của giáo pháp, qua đó đã giúp bà chứng đắc quả A-la-hán. Đức Phật dạy: pháp của ta thuyết, người nào không tham cứu, không nhìn thấy thì giàu sống 100 năm cũng không bằng người thấy pháp của ta thuyết chỉ sống trong 1 giây lát. Dạ thưa con, đã đọc xong 2 câu pháp cú. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thân Mạng Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Phẩm Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đức cùng Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tỷ Di, cô tu nữ Như Pháp. Kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 115 ạ. Yo cha wa sa sa tăng chi ve a ba sam a ma tăng ba da e ca han chi vi tăng he yo a sa tu a ma tăng ba da. Yo cha wa sa sa tăng chi ve a ta sang a ma tăng ba da e ca han chi vi tăng he yo a sa tu a ma tăng
ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một thiếu phụ trẻ tuổi tên Kisa Gotami đối diện với nỗi đau mất mát đứa con duy nhất của mình, vì trong đời chưa từng trải qua sanh ly tử biệt và nỗi đau đớn trước cái chết của một đứa trẻ. Bà đã không sẵn sàng để chấp nhận. Bà ôm con vào lòng, chạy đi tìm phương cứu chữa, gặp người sáng suốt chỉ dẫn, nên bà giữ tia hy vọng cuối cùng, đưa xác của mình đến gặp Đức Phật xin cầu cứu. Và Đức Phật đã khéo léo chỉ cho bà phương thuốc, tìm xin một ít hột cải trong nhà nào chưa từng có người chết. Hột cải thì bà xin được, nhưng không gặp nhà nào mà chưa từng có người chết. Ánh sáng chân lý về bản chất cuộc đời bừng sáng phát sanh đến bà, giúp bà dịu bớt nỗi đau. Khi trở về, Đức Phật giảng giáo pháp cho bà nghe, bà phát tâm kinh cảm và xin xuất gia tỳ khưu ni. Ngày kia, trong khi nhìn một ngọn nến cháy chập chờn, bà suy niệm về lý vô thường của đời sống, Đức Phật xuất hiện trước mặt bà và đọc câu kệ trên: ví đời sống như ngọn nến chập chờn trước gió, nên ai thấy được pháp bất tử, dù là một khoảnh khắc, còn quý hơn cuộc sống cả trăm năm. Trong kinh Pháp Cú số 115: Dù cha va sa sa tăng chi ve a pa sa tham na mu ta ma e ca hăng chi vi tăng thế vô ba sa tham ma ba sa tô tha ma mu ta ma. Dù cha va sa sa tăng chi ve a pa sam tha ma mu ta ma e ca hăng chi vi tăng thế vô ba sa tô tha ma mu ta ma. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một thiếu phụ khá giả có đông con, đủ trai đủ gái. Khi người chồng mất, theo lời yêu cầu của các con, bà chứng hứa sẽ phụng sự và đầy đủ. Bà phân phối hết tài sản đồng đều cho chúng. Nhưng về sau những đứa con bất hiếu ấy lãng quên, không ai chịu chăm sóc bà. Phần vì không còn nơi nương tựa, phần vì hết sức thất vọng về các đứa con, bà xin xuất gia tỳ khu ni và được gọi là Phá Hú Phút Tích Ca, người nhiều con. Từ ngày bà liên tự nhắc mình về việc xuất gia ở tuổi lão niên, cho nên cần phải gấp rút chuyên cần suy niệm về giáo pháp. Trong một lần bà phát tâm thực hành sa môn pháp suốt đêm, Đức Phật xuất hiện dạy cho bà nghe về tầm quan trọng của giáo pháp, qua đó đã giúp bà chứng đắc quả A-la-hán. Đức Phật dạy: pháp của ta thuyết, người nào không tham cố, không nhìn thấy, thì dầu sống 100 năm cũng không bằng người thấy pháp của ta. Của ta thuyết chỉ sống trong một giây lát. Dạ, cảm ơn chị Trạng Đông đã bớt bài ạ. Dạ, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn cô Trạng Đạo. Nam Mô Bích Hà giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Quang Thành cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, lâu lắm rồi Như Pháp thấy có Chích Tô Chị Phúng và Xu Khá vào đạo tràng. Dạ, Như Pháp kính mời bàn tay nhị vị ạ. Dạ, Xu Khá ơi, hôm nay ông bài được không?
ôn bài được thì cho một tín hiệu. Tô Thị Phúng có ôn bài được không? Dạ, cho Như Pháp một tín hiệu ạ. Đường nét của Đại Đức Tịnh Đạt hôm nay rất là yếu, sư bị té luôn. Dạ, vậy là Tô Thị Phúng cũng không ôn được. Dạ, dạ cảm ơn. Agobas đã cho bài học. Vậy thôi thì con xin được ôn bài. Dạ con xin được ôn câu pháp cú kinh số 14. Dạ con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Yo cha wa sa sa tang chi ve a ba sang a ma tang ba dang e ka hang chi vi tang say yo ba sa to a ma tang ba dang. Yo cha wa sa sa tang chi ve a ba sang a ma tang ba dang e ka Eka hằng chi vi tăng say giờ bát sát tơ amat bát đằng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống 1 ngày thấy được câu bất tử. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống 1 ngày thấy được câu bất tử. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu và con xin được kể. Yo cha wa sa sa tang chi we a ba sang a ma tang ba đăng e ca hang chi vi tang say yo ba sa to a ma tang ba đăng. Yo cha wa sa sa tang chi we a ba sang a mà tăng ba đằng đại ca hăng chi vì tăng say dơ bê sa tơ a mà tăng ba đằng. Dạ cảm ơn cô Rằng Đông cho duyên sự. Một thiếu phụ trẻ tuổi tên là Kisagotami đối diện với nỗi đau mất mát đứa duy nhất của mình. Vì trong đời chưa từng trải qua sanh ly tử biệt và nỗi đau đớn trước cái chết của bà đã không sẵn sàng để chấp nhận, bà ôm con vào lòng chạy đi tìm phương cứu chữa, gặp người sản xuất chỉ dẫn nên bà giữ tia hy vọng. Cuối cùng đưa xác con mình đến gặp Đức Phật xin cầu cứu, và Đức Phật đã khéo léo chỉ cho bà phương thuốc. Tìm sinh một ít hộp cải trong nhà nào chưa từng có người chết. Hộp cải thì bà tìm được sinh, bà tìm sinh được, nhưng không gặp nhà nào mà chưa có người chết. Ánh sáng chân lý về bản chất cuộc đời bừng sáng phát sanh đến bà, giúp bà dịu bớt nỗi đau. Khi trở về, Đức Phật giảng giáo pháp cho bà nghe. Bà phát tâm kinh cảm và xin xuất gia Tỳ Khưu Ni. Ngày kia trong khi nhìn một ngọn nến cháy chập chờn, bà suy niệm về lý vô thường của đời sống. Đức Phật xuất hiện trước mặt bà và đọc câu kệ trên: ví đời sống như ngọn nến chập chờn trước gió, nên ai thấy được pháp bất tử dù là một khoảnh khắc còn quý hơn cuộc sống cả trăm năm. Dạ con xin ôm câu số 115. Yo cha wa sa sa tang chi ve a ba sang tham ma mo ta mang e ca hang chi vi tang say yo ba sa to tham ma mo ta mang. Yo cha wa sa sa tang chi ve a ba sang tham ma mo ta mang ê ca hằng chi vi tăng say dơ bát sát tơ tham ma muốt tam ăn. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Yo cha wa sa sa tang chi ve a ba sang tham ma muốt ta mang. Ê ca hằng chi vì tăng say dơ ba sa tu tham ma muốt ta mang. Yo cha wa sa sa tang chi ve a ba sang tham
ava sang tham ma mut ta mang đại ca hằng chi vì đặng say yo ba sa tu tham ma mut ta mang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Con xin phép được đọc phần duyên sự. Một thiếu tá, một thiếu phụ khá giả có đông con, đủ trai, đủ gái. Khi người chồng mất theo lời yêu cầu của các con và chúng hứa sẽ phụng sự bà đầy đủ, bà phân phối hết tài sản đồng đều cho chúng. Nhưng về sau những đứa con bất hiếu ấy lãng quên, không ai chịu chăm sóc bà, phần vì không còn nơi nương tựa, phần vì hết sức thất vọng về các đứa con, bà xin xuất gia tỳ khưu ni. Bà được gọi là Bahubuddhika, người nhiều con. Thường ngày, bà luôn tự nhắc mình về việc xuất gia ở tuổi lão niên, cho nên cần phải gấp rút chuyên cần suy niệm về giáo pháp. Trong một lần, bà phát tâm thực hành sa môn pháp suốt đêm. Đức Phật xuất hiện giảng cho bà nghe về quan trọng của giáo pháp. Qua đó, bà giúp bà chứng đắc quả A-la-hán. Đức Phật dạy, pháp của ta thiết, người nào không tham cứu, không nhìn thấy thì đâu sống 100, thì giàu sống 100 năm cũng không bằng người pháp của ta thuyết chỉ trong một giây lát. Chà, dự của câu Bắc Cú Kinh số 115 đã hết. Dạ con rất cái bài này nó phù hợp với hoàn cảnh của con. Mong sao con cũng do cái pháp mà con cùng sự tâm bảo để thấy được cái pháp của Đức Thế Tôn mà tu tập. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ dạ con thấy chỉ còn có 11 phút thôi. Dạ con cố tình kéo dài ra để sư có đủ thời gian. Bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng, con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ trở lại đạo tràng để chúng con được sư đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ sa thú lần hai. Hy vọng lần hàng cái đường truyền nó ổn định, lúc nãy bây giờ nó cứ té lên té xuống. Dạ kính tri ân chư tăng và quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh, và như ngày hôm nay là ôn tập buổi ôn tập cuối tuần. Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có ôn tập hai câu kệ ngôn, cho nên có một cái đề nghị là tất cả mọi người sẽ ôn tập một lần hết là cả hai câu kệ ngôn. Trong hai câu kệ ngôn này, đó là hai cái bài học thực sự rất là đáng quý. Và hai cái duyên sự trong hai cái câu kệ ngôn này thì thực sự ra khó gặp ở trong cái đời sống bình thường của mình. Một cái trường hợp đó là người mất con, một cái người đau đớn, đau xót, có đứa con đầu lòng và duy nhất thì chết ở tuổi lúc đó thì chắc chập chững đi. Một trường hợp đó là gia đình thì có nhiều con, nhưng mà đối với thiếu không có chăm sóc cho những cái vật sinh thành. Cái hai cái trường hợp đó thật sự ra ở cái thời điểm nào, ở trong cái đời sống nào, xã hội nào cũng có xảy ra. Nhiều khi là xảy ra trong gia đình mình, trong gia đình thân bằng quyến thuộc của mình, hoặc là trong làng xóm, những người sống xung quanh mình. Chắc chắn rằng sẽ có những cái trường hợp tương tự như vậy, và có những trường hợp còn đau thương hơn nữa, như là con đánh cha, chửi mẹ, vân vân. Nhưng chúng ta học được
một cái bài học trong cái những cái tình huống xảy ra như vậy. Chúng ta là người may mắn biết được Phật pháp, chúng ta biết được cái cách xử lý khi mà chúng ta gặp những cái tình huống đó. Cũng là hai cái bài học rất là thường và rất là bình dị. Rất là bình dị. Chúng ta không thấy rằng là một người Phật tử hay là một người hiểu pháp nhiều, nhưng với cái tâm tu tập, quý vị thấy cái trường hợp đầu tiên là trường hợp của bà Kisa Gautami. Bà thực hành pháp với cái đề pháp là quán về sự vô thường. Quán về sự vô thường thì chúng ta đã từng học, chúng ta đã từng nghe, nhưng mà cái đề mục, cái hình ảnh ấy, thì chúng ta lại thấy rằng bà quán cái sự vô thường của cuộc sống bằng cái hình ảnh là một cái ngọn đèn. Bằng một cái ngọn đèn, chúng ta nhìn ngọn đèn dầu, ngọn đèn cầy, chúng ta nhìn rất là thường, nhưng mà sở dĩ chúng ta chưa có đủ phước duyên để mà chúng ta nghĩ đến, liên tưởng đến cái vô thường. Chính vì vậy mà từ cái bài học này, mỗi vị chúng ta sẽ tập cho mình một cái hạnh, một cái thói quen quán về lý vô thường. Mỗi khi chúng ta bắt gặp cái hình ảnh ngọn đèn, đèn dầu, đèn cầy, những cái ngọn đèn mà cái ánh sáng nó chập chờn, lúc sáng, lúc tối, lúc tỏ, lúc lưu, thì với cái bài học này chúng ta tập dần dần, chúng ta sẽ liễu ngộ được, thấm nhuần được cái lời dạy qua cái lý vô thường, qua cái hình ảnh ngọn đèn. Và biết đâu đây là cái cơ duyên để mà chúng ta cảm nhận được những lời dạy của Đức Phật qua cái hình ngọn đèn. Dạ, đó là một cái pháp môn rất là đời thường, rất là dễ bắt gặp. Tịnh Nạc cũng nhiều lần đề cập đến đó, làm sao mà tất cả mọi người học Phật đó, chúng ta nhìn tất cả cái mọi thứ sinh hoạt, mọi thứ đồ vật xung quanh mà chúng ta liên tưởng được với những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy, thì chúng ta là những người tu phải nói là nhiệt tâm nhiệt tình. Phải là để ngồi hành thiền, để ngồi niệm hơi thở, là những cái thời gian quý báu chúng ta tu rốt ráo, tích cực. Còn như thường thì phải có cách để mà dưỡng cái tâm. Cái trường hợp thứ hai là một cái người xuất gia lớn tuổi. Cái trường hợp này phải nói rằng là một cái hình ảnh mà hầu hết mọi vị, các vị trong đây đều cảm thông được. Một cái người lớn tuổi xuất gia thì có nhiều cái cản trở, nhiều cái khó khăn về sức khỏe, về cái trí, về cái hoạt động sinh hoạt nó không được nhanh nhẹn, rồi lại khó ăn, khó ngủ, cộng với lại những cái trường hợp mà là có những cái tật khi mà mình sống ở ngoài xã hội đó, thì tất cả những cái thứ đó nó làm cho cái người xuất gia ở tuổi lớn á, nó gặp nhiều cái trở ngại. Bắt đó là phải có cái tâm niệm tự nhắc nhở là bây giờ phải cố gắng gấp rút để càng ngày nó càng trở ngại, càng ngày sức khỏe nó càng đi xuống, càng ngày những cái khó khăn đó nó càng lớn. Thì bây giờ không cố gắng á, thì không có để ngày mai được. Cho nên tận tất cả những khả năng, những cái khoảnh khắc để mà tạo những công đức, để bồi dưỡng về giới định tuệ, thì đó là một cái hình ảnh mà có thể nhắc nhở mình và một cái tấm gương để mà mình noi theo. Hôm nay phải nói rằng hai cái bài học hết sức là gần gũi, hết sức là đời bình dị mà chúng ta có thể bắt gặp được, có thể áp dụng được, ứng dụng được trong cái đời sống của mình, mỗi người học Phật. Thì thưa quý vị rằng
chúng ta học pháp cú, chúng ta học đi học lại, học nhiều lần, và chúng ta sẽ ra nhiều cái bài học, và qua đó chúng ta sẽ rút cho mình nhiều cái kinh nghiệm sống qua những cái lời dạy, qua những cái hình ảnh, giúp cho mình xử lý được những cái tình huống, hay là có những cái tấm gương để mà mình noi theo. Thì đó là một cái điều hết sức là quý giá, là quý báu trong cái thời gian mà chúng ta dành cho cái buổi sinh hoạt, cho cái buổi học. Ngày hôm nay thì chúng ta vừa ôn tập hai câu kệ ngôn pháp cú số 114-115, kết thúc trong cái phẩm Sahasawakka, phẩm ngàn. Nếu tuần sau không có gì trở ngại thì chúng ta sẽ tiếp tục. Với phẩm tiếp theo là phẩm ác, Papawakka. Câu kệ ngôn pháp cú số 116, với cái duyên sự đó là Bà La Môn một áo Chuleka Sataka Pramana Vathu. Câu số 110, số 16, câu số 116, câu số 117, liên quan đến trưởng lão Sayasaka, và câu số 118 liên quan đến thiên nữ Cống Rang Lacha Devathita Vathu. Chúng ta sẽ ôn tập ba câu kệ ngôn trong cái chủ nhật tuần sau, 116, 117 và 118. Đó là cái bài học ôn tập cho tuần tới. Kính tri ân một lần nữa Chư Tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh, cũng như là lớp ôn tập cuối tuần vào ngày Chủ nhật. Một lần nữa chúng con xin kính chúc sức khỏe Chư Tăng và tất cả quý vị, cầu mong cho tất cả đều được sự an lành trong Phật Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddha nukha vinasada sati bhagavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma nukha vinasada sati bhagavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nukha vinasada sati bhagavantu te. Tất cả anh vô ngăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và ôn tập cuối tuần. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề. Chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng. Rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn nao phước hằng hà xa. Tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hà trung hà hoặc là mới tu. Thiền nam tín nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân.
những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại thông thường, nõn thai thấp quá khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đo đài. Cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang. Bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng